Xin chào cả nhà. Hôm nay Thành Lương có một chuyến đi ra Mẫu Sơn các bạn ạ. Và bây giờ Thành Lương về xuống đường rẽ vào trong cái Mẫu Sơn đấy các bạn. Thì vô tình gặp rất là nhiều các cô chú đang ngồi đây hát đi. Thì đây là lần đầu tiên mà Thành Lương thấy các cô hát đi như này các bạn ạ. Bây giờ Thành Lương sẽ cho các bạn cùng xem các cô hát đi như nào các bạn nhé. Hát xong rồi à bác? Bác cái hát ly này bác thì tức là mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.